Khi nhắc đến series đình đám The Witcher, tô giam cá là ai chúng ta cũng sẽ nhớ ngay đến đồ tể xứ Blaviken, Geralt. Witcher nắm giữ sức mạnh bá đạo, vừa sở hữu vẻ ngoài ngầu lòi cùng khuôn mặt cực kỳ điển trai khiến họ chị em tự đổ, không cần cưa. Tuy nhiên, liệu các bạn biết rằng từng có một con bất kinh dị về anh chàng thợ săn này khiến cộng đồng game thủ muốn gọi cả giáo hội vào để trừ tà hay không? Không. Thế nên trong video ngày hôm nay, hãy cùng tôi tiếp tục điểm lại một số những lỗi đáng sợ nhất tương đương phát hiện trong game. Còn bây giờ thì ngồi xuống, ăn miếng nước, uống bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Xác chết biết bò, Hitman Blood Money. Hitman Blood Money là chơi hành động lén lút cực kỳ ăn khách đến từ IO Interactive với nội dung kể về cuộc hành trình triệt phá tổ chức ám sát đối địch của đặc vụ 47, nhân vật chính xuyên suốt cả series. Dĩ nhiên, việc bắt gặp người chết trong một tựa game yêu cầu chém giết là không thể tránh khỏi, nhưng cái xác này nó lạ lắm. Tại các màn chơi nhất định, các bạn sẽ gặp được chúng trong tư thế Tibo cắm mặt xuống sàn. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi các bạn nhận thấy cái xác này lao tới với tốc độ ui ôi. Nó có thể cắm đầu chạy về phía bạn, cứ như muốn túm chân rồi lôi đi vậy. Bạn sợ hãi, bạn chạy sang phòng khác để trốn. Không, để lại biết thêm rằng lũ này có thể mở cửa và bám theo bạn dai như người cũ. Xin lỗi mấy ông chưa có hiểu. Thế là bùm, từ sát thủ lẫy lừng chuyên tiễn người ta đi gặp ông bà, các bạn trở thành con mồi bị hồn ma oán hận dí chạy té khói. Tuy là những cái xác này hoàn toàn vô hại, nhưng tôi không chắc là bạn còn dám đứng dậy đi vệ sinh hay không khi thấy cảnh tượng này vào ban đêm nhá. Khuôn mặt của quỷ, The Witcher 2008. Viên gạch đầu tiên làm nên sự thành công vang dội của series The Witcher cũng như series The Witcher Dead không đâu khác chính là The Witcher 2007. Và ít ai biết được rằng chính từ game này đặt lên tiền lệ lỗi lên lỗi xuống cho Cyberpunk sau này. Đúng, từ game The Witcher 2007 có rất nhiều bất, và trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến cái lỗi khiến cho máy dập Geralt từ một chàng trai đẹp trai oai phong lẫm liệt như tôi trở thành kẻ có ngoại hình đáng sợ hơn bất kỳ loại vật nào khác chúng ta thể gặp trong game. Cụ thể hơn, con bất này làm cho khuôn mặt của Geralt chảy dài ra, mắt thì lồi, mồm thì há hốc, giống y xì đúc bức tranh huyền thoại The Scream, tức là tiếng thét. Ở trạng thái này, mô đồ nhân vật sẽ luôn bị xuyên qua mỗi khi sử dụng những dụng cụ cầm theo như kiếm hoặc rìu, đem lại một cảm giác cực kỳ quý dị và đáng sợ. Một biến thể khác hiếm gặp hơn có biến đổi tất cả mọi người xung quanh trừ nhân vật chính, tạo ra một thế giới bị quỷ ám đúng nghĩa. Sinh vật dị dạng Super Smash Bros. Brawl. Chắc hẳn anh em ở đây không ai là không biết đến series đánh nhau đối kháng đã làm nên thương hiệu của Nintendo, Super Smash Bros. Dòng game này luôn nhấn mạnh tới tính phù hợp ở mọi độ tuổi khi kết hợp hoàn hảo khả năng combo đã tay của thể loại game đối kháng với đồ họa hoạt hình ngộ nghĩnh và bắt mắt. Tuy nhiên, trong phiên bản Super Smash Bros. Brawl, khi một số người tò mò tay máy thử truy cập vào file nguồn và khoáng đổi skill set của các nhân vật, và họ thấy một cảnh tượng không được vui mắt cho lắm. Hệ thống AI trong quá trình thay đổi kỹ năng đã tiện luôn thay đổi tạo hình, và kết quả là chúng ta có Pikachu đá liên tục vào mặt đối thủ thay vì dùng sấm sét. Linh Tibo và bò như nhện hay công chúa Peach mà vốn từ hàng hẹp của loài người không thể nào tả nổi. Tin tôi đi, nếu không muốn tuổi thơ con em bạn bị phá nát thì đưa chúng tránh xa như hình ảnh này càng xa càng tốt. Ba mẹ Mannequin, Mafia 2. Mafia 2 là chơi hành động kết hợp phiêu lưu được sản xuất và phát hành bởi Take-Two Interactive vào năm 2010. Người chơi sẽ vào vai một cựu binh và gangster Vito Scaletta tham gia một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn mafia trong thành phố để tìm cách trả nợ cho gia đình cũng như tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Như tôi đã nói ở video trước, bất kỳ game thế giới mở nào cũng tồn tại ít nhất là một lỗi, và Mafia 2 cũng thế. Nhưng cái mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay đặc biệt hơn một chút, nó không xuất hiện trong quá trình phiêu lưu và khám phá thế giới. Có bất này đến ngay lúc mà người ta ít đề phòng nhất, một đoạn cutscene đầy cảm xúc. Vài giây trước, chúng ta còn nghe được những lời quan tâm lo lắng đầy yêu thương của mẹ và con trai. Nhưng ngày sau đó thì không khỏi giật mình tá hỏa khi thấy mình đang nói chuyện với một con mannequin. Mặt mày xám xịt, hốc mắt và cái miệng trống rỗng, đen ngòm. May thay, lỗi này chỉ xuất hiện trên phiên bản Mac, tức là người chơi hệ khổ râm và thích dùng máy tính nướng bánh quy. Quái nhân Battlefield 3. Battlefield của nhà EA thực sự là một trong những tượng đài kinh điển nhất của một thời đại bắn súng. Tuy nhiên, phải khẳng định một sự thật là mọi game trong series này, đặc biệt là siêu phẩm 2042, quá trời bất. Thậm chí nhiều con bất tồn tại ngay từ giai đoạn beta vẫn có thể xuất hiện trong bản chính thức. Điển hình như trường hợp dở khóc dở cười sau đây. Ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngã ngửa, không biết mình đang chơi game bắn súng hay game kinh dị là cảm tưởng chung của cộng đồng Battlefield 3 khi tận mắt trông thấy quá trình quái vật hóa người chơi thành một thứ gì đó bò lởm ngởm với thân hình dài ngoằng, hoặc thành người khổng lồ đi xuyên qua mọi địa hình và lộ các chi tiết vô cùng rùng rợn. Thôi tao máy tính, lướt web đủ rồi. Mặt khác, do đây là game online nên gần như tất cả người chơi trong cùng trận đấu đều sẽ dính lỗi, dẫn đến độ nổi tiếng cứ tăng đều đều cùng với sự trầm cảm. Tự nhiên là phương thức quảng cáo sản phẩm không mất tiền, nhất anh cãi dây nhá. Ellie quỷ ám The Last of Us. The Last of Us là một tựa game hành động phiêu lưu được phát hành bởi Sony Interactive Entertainment vào năm 2013.
Trong trò chơi này, bạn sẽ hóa thân thành vật Joe, người có nhiệm vụ đưa cô bé Ellie đi qua nước Mỹ trong thế giới hậu tận thế. Cuộc hành trình tìm thuốc chữa trị cho đại dịch zombie của hai người xa lạ để lại rất nhiều cảm xúc khó quên cho những người chơi lần đầu biết đến bản remake lẫn những fan lâu năm của tựa game này. Nhưng dám chắc chắn 100% rằng những giá trị trên sẽ biến mất hoàn toàn nếu bạn vô tình dính phải cái lỗi của nợ sau đây. Xuất hiện ngẫu nhiên sau lần đầu tiên đối mặt với zombie ở khu vực The University. Bước này không làm crash game, nhưng nó sẽ khiến tựa game The Last of Us trở thành game kinh dị. À khoan, nó là game kinh dị mà. Ito nữa biết tựa game này trở thành game kinh dị mùa 2 khi biến cô bé Ellie đáng yêu trở thành một thứ sinh vật kỳ quái nhìn không khác nào tạo vật của quỷ Satan. Điểm gây ám ảnh hơn là lỗi này sẽ tồn tại ngay cả khi người chơi lên ngựa và rời khỏi khu vực này. Tức là có nguy cơ bạn sẽ phải tiếp tục hành trình phiêu lưu với một con quái vật ở ngay sau lưng mình. Không có tư thù cá nhân gì đâu cô gái ạ. Nhưng chú nghĩ là nên tiễn cháu nửa đường với khẩu súng phun lửa nhé. Để mày sống thì biết đâu mấy con zombie tưởng tụi nó là phản diện phù đấy. Thám tử cục đầu, Devil Within. Tất cả trường hợp tôi đã từng đề cập đến đều là những lỗi kinh dị vô tình xuất hiện trong các trò chơi, hoàn toàn bình thường. Và chúng ta cùng xem khi một con bất ghê tởm kết hợp với một tựa game ghê tởm được thiết kế bởi cha đẻ Resident Evil thì nó còn trở nên ghê tởm đến mức nào anh em nhá. Việc chứng kiến nhân vật chính thám tử Sebastian xuyên táo hoặc xé xác quái vật là chuyện thường ngày như cơm bữa trong The Evil Within. Nhưng đến lúc anh chàng này có thể tiếp tục di chuyển, giết chóc và thậm chí là tán gẫu với NPC bằng một cái cổ trơ trọi thiếu hoàn toàn cái đầu thì có vẻ đây là lúc chúng ta bút một sư. Được phát hiện lần đầu bởi YouTuber GameBuild Studio, lỗi này rất nhanh chóng nổi tiếng khiến chính đại diện của Bethesda phải đưa thông báo đính chính rằng nó chỉ xuất hiện khi mà người chơi bị chặt đầu chế độ God Mode mà thôi. Chỗ nào hay livestream và chơi chế độ easy thì tôi xin tặng các bạn một đoạn cutscene và chúc anh em ngủ ngon anh em nhé. I don't know. He's insane. Captain 1/2, Dead Space 2. Bất mất đầu ở trên vẫn chưa đô để khiến các bạn sợ. Đừng lo, hãy đến với cái trạm nâng cấp giáp trong Dead Space 2. Từ game kinh dị sinh tồn của Electronic Arts để hậu biến chàng kỹ sư chuyên đi bơi cao với sinh vật ngoài hành tinh Isaac Clarke và biến anh còn một nửa của mình theo đúng người đen. Tôi không hiểu nổi mấy cha dev EA có cố tình tạo đổi này hay không, nhưng mà trong vết cắt ở thân cực kỳ gọn gàng tạo nên một hình ảnh cực kỳ kinh dị. Dĩ nhiên anh chàng nhân vật chính vẫn làm nhiệm vụ vô cùng bình thường, chẳng hề quan tâm rằng nửa thân dưới mình đâu mất tiêu rồi. Ông nào thích go thế loại chặt xác thì có thể tự tải về trải nghiệm, còn tôi thì thôi, hôm nay tôi online thế đủ rồi. Cho nên vừa rồi là một số những con bất click kinh dị khác từng xuất hiện trong game mà tôi tìm được. Nếu bạn biết lỗi game nào đặc sắc và kinh dị hơn hãy là comment bên dưới, biết đâu chúng ta có phần 3 đấy. Còn bây giờ nếu thấy video này hay và giải trí thì đừng quên like, share cũng như nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo của game hay. Tôi là Hương Minh, xin chào và hẹn gặp lại.